Đó, nấu giỏi quá. Ngon không? Ấy, không đạp ghế kìa. Đổ quá, đổ của người ta đó. Nè, đổ hết của chú nè. Ăn đi rồi xong múc ăn tiếp đi. Chén thì dơ để lại nè. Rồi múc ăn. Hấp miếng chanh nè. Ăn đi rồi ngậm nữa.